Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa. Theo bản đồ nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Trong tuần chỉ có ngày thứ 4 và ngày chủ nhật trời có mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày nắng. Quý vị có thể cân nhắc về các dự định vui chơi giải trí cùng gia đình trong ngày chủ nhật, ngày 22 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới từ đêm ngày 16 đến ngày 19 tháng 9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ trời có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 20 tháng 9 trời có mưa rào và rải rác có dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Thưa quý vị, tuần tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có dông. Nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ C, mức nhiệt thấp nhất nằm trong khoảng từ 24 đến 25 độ C. Dưới là các thông tin chi tiết. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, được dự báo có sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển phía Tây ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, được dự báo có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 19 tháng 9, trời có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.